Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của Dori. Dori cảm ơn các bạn rất là nhiều về video mà Dori upload vào ngày thứ 3 vừa qua, thì đã nhận được rất là nhiều phản hồi tốt của các bạn và lượng subscribe đã tăng lên hơn 5 người sau 3 ngày upload, thì Dori cảm thấy rất là vui và cảm ơn các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những tin nhắn trên Facebook cũng như là trên YouTube gửi riêng cho Dori và động viên Dori là Dori hãy thực hiện nhiều video hơn nữa, đặc biệt là những video về văn hóa Nhật. Rất là nhiều bạn quan tâm và muốn học hỏi, chính vì thế nên ngày hôm nay thì Dori sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những nền văn hóa của Nhật Bản vào năm mới. Như các bạn cũng biết thì hôm nay là ngày 31 tháng 12 phải không ạ? Và ngày hôm nay là ngày mình có thể gọi năm nay là ngày giao thừa của người Nhật. Chính vì thế nên là có khá là nhiều điều đặc biệt. Thì người Nhật thì họ ăn tất tay ạ. Chính vì thế nên là họ sẽ được nghỉ từ ngày 29 Tết và 29, 30, 31, mùng 1, mùng 2, mùng 3 họ được nghỉ khoảng gần một tuần để chuẩn bị cho năm mới. Thật ra thì người Nhật có khá là nhiều thứ để chuẩn bị cho năm mới và Dori không thể nào trong một video mà Dori có thể chia sẻ được hết cho các bạn. Nhưng mà Dori sau khi mà học hỏi từ mẹ chồng và chồng Dori thì Dori thấy có 4 ý rất là hay mà Dori chưa thấy một số trang báo nào chia sẻ. Chính vì thế là hôm nay Dori sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Điều đầu tiên đó là người Nhật ăn mì soba và giao thừa. Thì như các bạn cũng biết á, thì cọng mì soba nó rất là mỏng và rất là dễ ăn phải không ạ? Chính vì thế nên là người Nhật ăn mì soba vừa nhanh và vừa dễ như vậy thì sẽ có một năm mới rất là thuận lợi và suôn sẻ. Thì đó là cách nghĩ của người Nhật đó ạ. Và điều thứ hai đó là cũng rất giống với lại văn hóa của Việt Nam chúng ta, đó là lì xì vào năm mới. Thì đây là phong bao lì xì đây ạ. Thì chữ trên phong bao lì xì này đó là Otoshidama. Thì đây là có ý nghĩa là tiền may mắn, lucky money. Gia đình chồng Dori hiện giờ thì có 4 bé, 2 bé trai và 2 bé gái. Thì phong bao sẽ được bỏ vào mỗi phong bao là 3.000 yên, tương đương khoảng 600.000 tiền Việt Nam. Và điều thứ ba đó là đi chùa. Thì có khá là nhiều trang mạng cũng như là sách báo Việt Nam chia sẻ về việc đi chùa của người Nhật vào đêm giao thừa cũng như là ngày mùng 1 Tết. Thì khá là giống với văn hóa Việt Nam của chúng ta phải không ạ? Thì người Nhật họ nghĩ là khi mà họ đến và nghe tiếng chuông chùa cũng như là cảm thấy lòng bình an và xua đuổi đi hết tất cả những xui rủi của năm cũ và sẽ đón chào một năm mới thật là yên bình. Và điều cuối cùng thì điều này hơi khác một xíu ạ. Đó là sẽ mua quà và trao đổi quà vào dịp năm mới. Thì chồng Dori thì mua những gói trà này đây ạ. Năm ngoái thì chồng Dori chưa có kết hôn nên là chồng Dori không cần phải join cái trò chơi này. Nhưng mà năm nay á, thì đã kết hôn rồi nên là cũng được xem như là một gia đình nhỏ. Thì sau khi mà chia sẻ và trao đổi như vậy thì mang ý nghĩa là sẽ san sẻ niềm vui cũng như là may mắn từ gia đình qua gia đình, cũng như là những cái món quà có thể giữ lưu niệm cho một năm mới luôn luôn vui vẻ và mọi sự thuận lợi. Chính vì thế nên là ngày hôm nay thì Dori chia sẻ trong một đoạn video clip ngắn về 4 điều khá là hay ho mà Dori học được từ văn hóa Nhật. Và Dori cảm thấy là thật ra thì người Nhật và người Việt Nam của chúng ta cũng không quá khác lạ về văn hóa, về truyền thống, đặc biệt là vào dịp Tết phải không ạ? Lúc nào cũng mong muốn mọi sự suôn sẻ, thuận lợi và đầy ắp tiếng cười. Chính vì thế nên là Dori cảm thấy khá là hay và Dori muốn chia sẻ đến cho các bạn. Hôm nay thì là 31 tháng 12 thì vẫn chưa phải là Tết âm của Việt Nam. Nhưng mà thôi thì cũng là một dịp để mà Dori gửi lời chúc đến mọi người và chúc cho mọi người qua năm mới, năm con gà này mọi sự sẽ thuận lợi hơn. Tất cả đều luôn luôn khỏe mạnh, có nhiều sức khỏe và công việc làm ăn thì đều thành công các bạn nha. Và ngày thứ 3 tuần sau thì vẫn nằm trong dịp Tết nên là Dori về nhà ba mẹ chồng chơi. Chính vì thế Dori không thực hiện YouTube được và Dori sẽ hẹn gặp mọi người vào ngày thứ 7, ngày 7 tháng 10 và ngày thứ 7, ngày 7 tháng 1 các bạn nha. Và hy vọng là các bạn vẫn luôn bấm subscribe theo dõi những video clip tiếp theo của Dori. Dori sorry về việc không thể chia sẻ video vào ngày thứ 3 các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ 7 tuần sau. Bye bye và một năm mới vui vẻ nha. Happy New Year!